đi nào mấy nhà bà. Harganya berapa guys? Ma mo mot mot maiza mainin. Yes. Shopping shopping shopping. Mot na 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 mọi người ơi. Na mot mot 2 3 4 5 mot 2 3 4 5 1, 5, 0, mọi người ơi nha. Yes. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 0. Shopping, shopping, mày vô, mày vô. Mày vô nha. Yeah, come on. Gram, gram. Nggak ngerti aku bacanya, guys. Yeah. Penyanyi. Kong. Thank you Tiara, thank you Kak Afi, Alfi. Guys, aku nanti lanjut malam, aku habis ini nanti kalau dia udah balik aku mau off dulu soalnya mau persiapan nanti malam juga event. Mayo, Mayo. Mucut banget, ayo mandi mucut, mucut, mucutnya. Ungkap, ungkap, ungkap banget, ungkap. Yes. Aduh, mut, mut, hai babo enam, mut enam zero. Yes. Amin. Original apple matcha. Original apple matcha. Terus apa tadi deh? Apa lagi? Original apple matcha. Gak tahu lagi. Lupa. Cereal. Ya. Gak tahu harganya berapa. Sell. 120. Susah itu bahasanya gimana? Mayo, Mayo. Tuan Pila, Tuan Pila. Okay. Now. Ungkap. Ungkap. Ơi, mày bạc tí nữa tôi sập live sao? Yeah, ungkap. Ungkap matcha ngon mọi người ơi. Ungkap matcha ngon mọi người ơi nha. Đúng. À đúng. Di kelambi model apa tuh tuan bila lagi sih buku lagi kelam bisa nyerawang kalau ngono iki rumah sesek ah temen lu piye to ya kelambi kok ngono iki kuat musuh aku gak kelambi kaya ngono kuwi guys kaya udo aku melaku ting 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 seperti tidak memakai sebuah baju baju transparan gitu teman-teman ya bajunya kayak sahrukan sesahrukan sahrukannya coba kalau yang pakai tuh itu yang pakai tuh orang ini tuh dah ntar guys aku mau kerja juga VV V. Ơi. À, anh Đạt đi vệ sinh. WC. WC à? Toilet. Thiệt mà. WC. À. Anh Đạt. Hả? Tại WC. Đạt WC. Búp búp. À, mọi người mua ngũ cốc đi mọi người. Nói chung là cái này thì mình nói thật với mọi người nếu như mà yeah, mọi người ơi, ngon à, không? Người ai mà muốn muốn giảm cân ở chết còn ngon mà chết về em ăn còn mà chết Tuấn anh Tuấn ơi ngon không em ngon không ngon không ngon ngon không ngon ngon hey ung khắp mặt trăng ngon
Yes. Bi ở mắt ta mắt ta ngon. Ngon. Oh, vanilla original apple matcha mọi người ơi. Ai con nói cái gì? Matcha mọi người ơi, matcha, ê matcha tuan. Ờ. Mọi người ai muốn mua không? Lúc matcha matcha. Mọi người ấn vào giỏ hàng. Yeah. Tặng cái sao cũng mua kerja juga. À, trước mình trêu xong bây giờ bà trêu lại. Mình chụp được bộ ảnh sexy lắm mọi người. Sexy lắm. À, hôm nào đăng lên cho xem Betty. Nàng tiên cá lưới đen. Nàng tiên cá lưới đen. Thế thì anh như này. Mày có máy anh đặt mày máy mình. Mày ơi mày ơi. Chào cậu. Cái không anh. Mọi người ai muốn giảm cân thì mọi người vào ấn vào giỏ hàng. Mọi người nhập thông tin để mọi người mua cốc nhà. Ai có voucher giảm giá thì mọi người được giảm giá ấy, mọi người. Ngon thật đấy. Vivi đạt đi đái ở toilet từ đúng rồi. Ừ, đúng. Không được. Nó không được mở nó. Bụng thì nòi mỡ ra lại còn nòi mặc áo body để chụp ảnh sợ ma. Hết rồi em. Nhe. Không. Bị không? Không. Anh ơi. Phi nè. Phi off life nha. Ok. Phi nè. Cất đi. Saya akan memulainya jam 8 malam. Tôi sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối. Ok. Phi đăng. Hả? Cooking. Hả? Vì cooking. Không, vì edit. Vì edit làm việc. Ok. Vì edit. Apa sih itu namanya endorse, guys? Nih. Nih. Ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tôi có việc phải làm. Tôi có việc phải làm. Đúng không? Bye bye nha. Đúng. Nè. Bye bye nha. Cảm ơn nha. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Guys, thank you mọi người ơi nha. Kalau ngomong jangan belibet ngapa? Serang gue dong. Muhammad Nur Qadir. Bye bye semuanya. Cik Muti, nih, cảm ơn chị Thu Thu Nguyen, cảm ơn chị Lau, cảm ơn chị Thu Nu, cảm ơn chị Ngọc, cảm ơn chị Mai, thank you Big, thank you KTV, cảm ơn Kenji, cảm ơn chị Nga, cảm ơn email, thank you Mirnawati, cảm ơn chị Hoàng, cảm ơn Tantri, cảm ơn, terima kasih Kak Fatur, cảm ơn chị Hoàng, cảm ơn chị U. Giỏ hàng nha mọi người, đặt hàng ở trong giỏ hàng nha mọi người. Đặt hàng trong giỏ hàng. Xong được 500 đơn rồi. Còn 40
44 đơn nữa sẽ được 500 đơn. Mọi người bấm tay vào hàng nha mọi người. Cái gì? Tôi có like không anh á? Anh không biết được bởi vì là đêm nay anh phải đi rồi. Đêm nay anh phải đi rồi nên là không biết được có like không. Nếu mà rảnh thì Đạt sẽ lên like nói chuyện với mọi người buổi tối nay. Còn bây giờ là trong công cuộc gọi là kiếm tiền đấy vợ. Nên mọi người vào giỏ hàng nhé mọi người. Vào giỏ hàng nhé mọi người. Như đã hứa ngày hôm qua, thì em đã bán son lì như người yêu cũ rồi. Thì bây giờ là bán đồ ngon như người yêu mới. Được chưa? Đấy, uy tín như thế còn gì nữa. Hứa là hứa nó làm đấy. Nên là mọi người bấm tay nhé mọi người. À quên, bấm tay. Bấm vào giỏ hàng. Bấm vào giỏ hàng để đặt là mua hàng nhé mọi người. Bấm vào giỏ hàng. Good. Hôm nay hẹn cái bóng ạ. Hôm nay hẹn cái bóng ạ. Ừ, bóng đang sang đây mà. Ừ, nó đang lên đây, chị đang đón lên. Ừ. Em tí nữa em ấy thì quay xong. Còn 41 đơn nữa là sẽ được 500 đơn. Mọi người bấm tay vào giỏ hàng nhá. Chỉ còn mấy phút nữa thôi. Chỉ đi 100 đơn khô gà nữa. Cái gì? Chỉ đi 100 đơn đầu là khô gà nữa. Ui. 1.000 đơn thì cho Đạt nghỉ nhá. 1.000 đơn. Thế thì chết. Thôi không sao. Cố gắng đi mọi người. Ai chưa có bột ngũ cốc thì mọi người bấm tay mua ngũ cốc về dùng thử nhé mọi người. Rất là ngon. Mọi người ấn tay vào giỏ hàng nhé mọi người. Ở Việt Nam mua combo á. Mua combo có tặng bà chủ shop không? Không có cái combo nào mà tặng bà chủ shop ở đây cả. Mạng lắc thế nhở? Sao mạng lắc thế? Có cái combo nào là combo mà tặng chủ shop bao giờ chưa? Chưa có cái combo nào là combo tặng chủ shop cả. Chỉ có mã giảm giá thôi. Không có combo tặng chủ shop nhá. Vớ vẩn. Mãi vô anh em ơi. Và mọi người ấn tay vào giỏ hàng nhé mọi người. Nguyễn Hoàng Cảnh. À Nguyễn Cảnh Hoàn. Anh ơi em nhìn thấy anh cũng lớn tuổi rồi. Chắc phải tưởng bằng tuổi chú em đấy. Chắc phải bằng tuổi chú hoặc tuổi bố em. Mà anh học cao quá. Anh học cao quá anh thì comment được những cái câu comment như thế. Thì em đến chịu anh. Thôi em mời anh ra khỏi like của em anh ạ. Anh ra khỏi like của em đi. Nói chung là bọn em lên đây bọn em live stream thì cũng là để bán hàng và cũng để kiếm sống thôi anh ạ. Còn em không xin của anh. Em không xin của anh cái gì hết. Và em chưa xin của anh cái gì. Nên là anh bớt đi. Bởi vì là anh cũng bằng tuổi chú tuổi bố em rồi. Mà anh sân si với những người con người cháu như em. Không muốn những người con người cháu của em như em kiếm được những đồng tiền chân chính. Thì bây giờ bọn em phải đi ăn cướp. Hay là bọn em phải đi đi cướp giật hay đi cướp ngân hàng thì mới gọi là đồng tiền chân chính hả anh. Bây giờ kiếm được một đồng tiền chân chính đâu dễ đâu. Mà anh bắt em phải đi đi ăn cướp thì mới gọi là kiếm tiền à? Hay là bọn em phải làm cái gì bây giờ? Hello. Anh ạ, chắc anh, đây em gọi bằng anh thôi. Còn anh thì anh cũng bằng tuổi... Hello. Bằng tuổi bố, tuổi bố, tuổi chú em rồi. Mà anh nói thế thì em chịu. Ừ. Và giới thiệu mọi người đây, người mẫu Lê Bống. Hello cả nhà, lần đầu tiên được vào. Wow, anh livestream nhiều người mắt coi ghê luôn á. Đỉnh thật. Xịn thế. Ê, anh đang anh đang bán hàng. Bán hàng, em cũng làm anh có mua không? Để em ăn thử. Review lại cho mọi người. Chân thực nhất vì mình không phải là người bán hàng mà mình sẽ chỉ là người ăn thôi. Đúng. Để xem vị nó như thế nào. Cái này là vị gì đây anh? Đấy, em nhìn ở đây này, nó có ấy này. À, original. Thật ra thì bản thân Bống là một người đã từng có cân nặng lên đến hơn 70 cân rồi. Mình đã từng rất 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 là béo. Đúng. Thì nhờ việc tập luyện cũng như là ăn uống thì mình có một cái vóc dáng như hiện tại. Và mọi người, đây là cái nói mình thường nói thật. Đấy là khi mà mình ăn vặt ấy thì thường thường là mình sẽ ăn ngũ cốc. Lý do là tại vì nếu mà thay vì việc là mình ăn bim bim này, ăn những đồ ăn vặt mà có thể làm cho mình, nó có nhiều calo nhưng mà calo đó là calo không tốt, thì mình sẽ lựa chọn
ngũ cốc, vì ở ngũ cốc thì nó cũng vẫn là calo tương tự, nhưng mà nó là những loại hạt này, loại ngũ cốc này, khi mà ăn ấy thì nó sẽ tốt cho. Đây này mọi người mà... hỏi là thế mua có được tặng nê bống không đây này. Thế nên là nếu như mà bạn nào, cái này là mình khuyên chân thành, là bạn nào mà đang trong quá trình giảm cân này, hoặc là đang muốn trong quá trình giữ dáng này, hoặc là bạn nào bị nghiện ăn vặt nhưng mà không biết là ăn cái loại đồ ăn vặt nào để cho tốt cho sức khỏe ấy, thì thử một lần ăn thử hạt ngũ cốc đi, rồi chắc chắn là mọi người sẽ bị nghiện giống mình. Ok, anh bán hàng tiếp đi ạ. Ok, thế thì mọi người đặt hàng mua đi nhá mọi người. Nhưng mà em muốn thử cái vị táo này quá. Thử đi nhiều chắc. Đi, tí giả tiền đó nhá. Gần 500 đơn rồi. Này, mọi người đang hỏi là áp quá đà đây này. Đúng rồi, em dùng áp mà. Áp quá đà là sao ạ? có nghĩa là mọi người hỏi là sao ở ngoài anh đen thế mà trong trên điện thoại anh trắng thế. Nhưng mà nhìn em và anh, em khi mà em ở cạnh anh là em thấy em da mặt của anh còn trắng hơn da em, chứng tỏ là ở ngoài em còn đen hơn anh, đúng không? Thế bây gọi là nê bống than. Lê bống than. Anh ơi, trước đấy em đã từng bị gọi là than vì một lý do khác rồi đấy. Lý do gì? Hay than ý, hay bán than đấy. Rồi em anh nhớ ra rồi. Than mà được nhiều áp lực sẽ thành kim cương ấy mọi người. Cái này nó có một cái hạt gì đấy nó ngon lắm. Hạt gì? Trong cái vị táo này. Hạt nho. Không. Nho khô. Nó rất là to. Đây. Đâu? Cái này thề, cái viên này nó kiểu mình nghĩ lúc mà mình nhai thì mình nghĩ là nó sẽ cứng và nó kiểu không biết tả như nào, nhưng mà khi mà cho vào miệng rồi thì nó kiểu nó xốp mà nó tan vào trong miệng mà nó có vị chua chua ấy, ngon cực kỳ luôn á. Giống như giấy khô hả? Đó ha, ngon lắm. Rồi anh bán hàng tiếp đi ạ. Ok. Vì đã muốn ăn thử những loại hạt ngũ cốc của bên đây ạ. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người, còn mấy phút là hết mã giảm giá rồi. 500 sản phẩm rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. 500 sản phẩm rồi. Cái gì? Có tặng chủ. Khổ quá, đã bảo chủ shop hết hàng rồi. Có mỗi một suất mà ai đòi tặng thì ở đâu ra? Ở đâu ra để mà tặng nữa? Không, em thì em vẫn thế thôi. Em vẫn thế, vẫn đen như bình thường, chẳng qua là áp thôi. Áp trên TikTok đấy mọi người đừng tin. Thì mọi người muốn em đen, biết em đen hay trắng hay là bình thường, em chỉ là một người Việt Nam máu đỏ da vàng thôi. Mọi người muốn biết em đen hay trắng ấy, mọi người hãy gặp em ngoài đời. Còn đừng tin trên app, thật tin trên app là gì, app ảo loi hay là ảo lắm, đừng tin nhá. Cứ tin em ở trên cứ gặp em ở ngoài đời nhá mọi người. Cảm ơn anh Tao Gút, cảm ơn em. Cứ gặp em ngoài đời là mọi người sẽ thấy là em đen hay là bình thường hay trắng. Nói chung là em không biết là về tiêu điểm của mọi người là gì, hay là cái tiêu chí của mọi người là như nào về da. Nhưng mà muốn biết em đen hay trắng hay là cũng chỉ là một người Việt Nam máu đỏ da vàng bình thường, mọi người hãy gặp em ở ngoài và mọi người sẽ đánh giá được là em đen như thế nào, hoặc là em được rồi. Gu của em là giờ hơi à, gu này yêu những ông đơ thì yêu gì những ông đơ. Những người đơ như em thì tốt nhất là đừng yêu nhá. Quý thôi là được rồi. Quý thôi là được. Đừng yêu. Bởi vì phiên bản này đã hết. Phiên bản này không còn nữa. Nắc lắm á. Nó vừa bị ao đấy mọi người. Yêu chứ. 525 đơn hàng rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các chị, cảm ơn mọi người đã ủng hộ em, cảm ơn mọi người. Gặp em như nào á, gặp em đơn giản mà. Gặp em thì cũng như em chỉ như những người bình thường thôi, gặp em thì đơn giản thôi không mà. Vào đây. Uống gì không bé ơi? Phiên hẳn này. Ôi cho em chai Coca đi.
đấy được luôn. Ê, chúng mày bây giờ quần áo mẫu của tao mang đi tao chụp ảnh, chúng mày mặc hết rồi thì tao chụp bằng. Đấy, em mặc áo em rồi, dài. Nó mặc thì nó chụp hết rồi anh ạ. Đúng rồi. Này Phong ơi, nó còn đi cả đôi giày LV của mày. Này. Đi đi giày, đi giày của anh thì cứ mỗi lần xỏ là 5 lít. Theo anh là mình có nên mỗi lần xỏ 5 lít thì ưu. Thế thì 30 lần xỏ mình mới được có 15 triệu. Anh ơi. Không, mỗi lần xỏ 1 triệu. Theo anh thì mình có nên trả ảnh không ạ? Không, phải đăng ảnh của anh trước rồi mới được đăng ảnh của chúng nó. Không, nhưng mà bây giờ trả tiền mới trả ảnh. Bây giờ ảnh của chúng nó anh lên giá khoảng bao tiền? Không, cứ mỗi bước 5 sọ. Bước 5 sọ em mà cáo nào của anh. Thế thôi, chỗ nhà lấy rẻ. Lấy rẻ thôi. Ừ. Mỗi bước 5 sọ. Là không được, cáo kia nào. Không, bây giờ tao cứ phải oánh vào thóc. Bây giờ thì đang phải đi bán hàng để chuẩn bị tiền lấy vợ mà lại chụp ảnh không lấy tiền thì nghe buồn cười. Đúng. Năm chục một tấm đưa tiền. 50 rẻ quá. Bên thế nói chưa cũng vậy là người ta cải trần chụp cho nó rẻ hơn cả cái hộp này nữa. Ờ, rẻ hơn cả cái hộp này. Ui, đi đôi giày mấy chục triệu, áo cũng mấy triệu. Ừ, mà chụp bức ảnh con 50.000 rẻ hơn cả cái hộp. Chưa tính tiền thuê giày và thuê quần áo đâu đấy. Ừ. Anh phải cho trọn gói combo, bây giờ hộp này cũng bán combo thì bây giờ mình chụp ảnh mình cũng không 5 triệu một thằng, cứ 5 triệu một thằng. Là trọn gói luôn đúng không? Trọn gói. Được không, anh em mình bổ. Anh cho thuê quần áo còn mày mất công chụp ảnh bổ, anh bổ. Em mình bổ 5 triệu đấy thì là hai thằng là 10 triệu, mỗi anh em được 5 triệu thôi, được rồi, ngày được công rồi. Thì là được rồi, thế được rồi. Ờ. Nhưng mà cũng có tiền lấy vợ thôi, à uống nước cũng mất tiền có lắm rồi. Mọi người ấn tay vào giỏ hàng nhé, mọi người ấn tay giỏ hàng nhé, mọi người cảm ơn anh chị rất là nhiều, cảm ơn mọi người gần 550 đơn rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai mà muốn, mọi người muốn giảm cân thì mọi người ăn này, thay vào bữa sáng. Ngày xưa hay gặp anh ở trên bờ hồ á, đúng rồi, ngày xưa mình hay lên trên bờ hồ để quay cùng mọi người. Nhưng mà bây giờ thì căn bản mình cũng muốn lên bờ hồ chơi lắm, nhưng mà bây giờ phải lo kiếm tiền để còn có tiền bạn. Lấy vợ đã. Xong rồi đi lên bờ hồ chơi mọi lấy người sau. Lấy vợ trước à? À, mà con... Mày thích lấy vợ trước thì anh cưới cho mày kiểu ngày mai luôn được. Không, con chưa có người yêu. Bấm tay nhá mọi người. À quên thì bấm tay giỏ hàng nhá mọi người. Bấm tay giỏ hàng. Đặt mua ngũ cốc về ăn thử nhá mọi người. Ăn thử đi, mọi người hãy thử đi. Thì mọi người mới biết được là có hợp với mọi người hay không, có ngon hay không. Nói chung là để mà nói về review thì nói thật ở tâm em thì review bất kỳ một cái gì, đồ ăn gì, ai cũng có thể nói hay được và ai có thể diễn tả nó là một cách ngon nhất. Nhưng khẩu vị của mỗi người mỗi khác, đúng không ạ? Khẩu vị của mỗi người mỗi khác và mọi người có hợp để ăn hay không thì mọi người hãy đặt thử về để ăn. Đặt thử về để ăn thì mọi người mới biết là nó có ngon hay không, hay là mọi người mới biết được là nó có hợp với mình hay không. Đó. Khổ quá, ngũ cốc gì mà lại ngon như kiểm tuyệt viên tích xanh, khổ mệt mỏi với mấy cái bà này. Em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Cái gì? Mua ngũ cốc giảm cân để chuẩn bị ăn cỗ nào? Giảm béo để chuẩn bị ăn cỗ à? Cái gì mà ngũ cốc ngon như chủ phòng, đã được ăn chưa mà biết ngon như chủ phòng? Chủ phòng không ngon. Chủ phòng vừa gầy lại vừa toàn xương, nhai làm sao được. Em cảm ơn chị Mai. Sắp hết giờ nha mọi người, sắp hết giờ giảm giá rồi mọi người. Bấm tay giỏ hàng mua gấp nha mọi người. Bấm tay giỏ hàng. Cảm ơn anh Tao Gút, anh cảm ơn em. Thank you bé. Cảm ơn chị Mai. Bấm tay giỏ hàng nha mọi người. Bấm tay nhanh vào gọi hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh Tao Gút. Cảm ơn mọi người. Mọi người bấm tay gọi hàng nhé mọi người. Shopping nhá. Cái gì? Em được gặp anh chiều hôm qua á. Thế chắc là ở gần nhà Đạt đúng không? Bởi vì ngày nào Đạt cũng đi xung quanh nhà phải đến khoảng độ chục biệt đi xung quanh nhà nên gặp mọi người. À hôm qua còn gặp mà
mấy bạn nhỏ ở gần nhà các bạn đá bóng, mình xin các bạn cho được cho đá bóng cùng. Đùa chán quá, nữa hỏi trẻ con ăn được ngũ cốc không, ai chả ăn được ngũ cốc thì ai ăn được, bởi vì nó không có những thành phần độc hại nên là ai cũng có thể ăn được hết. Có hũ có ngũ cốc hồi lạy mẹ nậy mẹ đấy nhá. Mẹ muốn mua ngũ cốc hồi trinh sang gặp Phạm Thoại, bảo rồi nhà em không có thuốc hồi trinh hay là ngũ cốc hồi trinh gì cả, sang gặp Phạm Thoại bán đấy nhá. Ngon nhỉ, em thấy. Phong ơi Phong, edit video chưa? Đang ấy. Đang edit đi. Shopping nhá. Có ngũ cốc, cái gì mà ngũ cốc thỏ Indo bị dở hơi à? Có cả ngũ cốc thỏ là cái gì? Mọi người cứ ấn vào cửa hàng ấy, có hết. Mua ngũ cốc tặng Phủ Phong đây, tặng thằng này. Ừ. Đấy, mua ngũ cốc đi tặng thằng này. Đơn hàng 100 triệu là tặng thằng này luôn. Tặng chủ phòng mà không. Cảm ơn bé Nhím, cảm ơn em. Bấm tay dù. À, Nhím ơi, béo thế đi mua ngũ cốc về ăn đi em. Ôi chết. Ăn mà giảm cân đi. Nhím, bấm tay dò hàng. Anh nghĩ là em hợp với cái này đấy. Cho em biết. Khổ mệt quá, đã bảo không bán thuốc hồi trinh rồi. Khổ quá, các bà cứ đi chơi người yêu chán chê mê mệt. Anh là bán này em dùng luôn. Cứ đi chơi người yêu chán chê mê mệt ra xong rồi hỏi thuốc hồi trinh ở đâu ra. Ôi cái gì? Mà bừa đi chị em có biết ba là cái gì? Ta sợ ma đấy. Anh có đăng ký sự kiện không? Anh đang ở top mấy rồi ấy? Anh không biết anh đang ở top mấy rồi. Đây này. À anh đang top 1 rồi, hỏi anh có đăng ký sự kiện không mà trong khi đó anh đang top 1 rồi nhá. Mình mới đua sự kiện được 1 ngày. Mới đua sự kiện được 1 ngày và số điểm cũng đang rất sát sao, bởi vì là Ngọc Toàn đứng vị trí số 2 cũng đang điểm số rất là sát sao với mình. Nhưng mà thôi cứ bỏ qua cái sự kiện đi đã. Ngày hôm nay thì mọi người đặt hàng đi mọi người. Ngũ cốc ngon như cái gì mà ngũ cốc ngon như sầu riêng, làm gì có ngũ cốc nào mà ngon như sầu riêng con mụ kia. Mệt thật đấy. Mấy mụ mua sầu riêng không, mụ ra chợ đi. Mệt. Đã bảo là đừng có nhắc đến sầu riêng nữa, sợ ma quá. Đúng rồi, hàng này là hàng chất lượng, ngon như nghiếu mới. Còn không lì như nghiếu cũ đâu. Nghiếu cũ thì bán son hôm qua rồi. Phải đăng ký mới được, đăng ký thôi. Đăng ký rồi, đăng ký rồi. Có đăng ký rồi mà. Đăng ký rồi nha mọi người. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn mọi người. Shopping nhá. Có ngũ gì đây? Ông bán cái gì? Ấy rồi. Ai dạ. Đây. Em sẽ đấy, hết áp chưa? Hết áp rồi đúng không? Hết rồi. Hết áp rồi. Đấy, vừa xong có bật áp. Chắc chắn là vừa xong có bật áp và bây giờ đã hết rồi. Đấy, mọi người có muốn kiểm tra không? Em cho mọi người kiểm tra. Rồi. Đổ lọc này. Mọi người đây, nhìn nhá. Anh quay cam trước xong quay ngược lại là được mà. À. Mọi người nhìn thấy. Nhìn thấy chưa? Nhìn nó ở cái lút gì chưa? Thôi kệ. Em ở rồi, em rất là đen. Ở ngoài đời em rất là đen. Chẳng quen này. À, nhưng mà em cũng chỉ là một người Việt Nam bình thường thôi, màu đỏ da vàng, rất là đen. Mọi người muốn biết là em đen đến mức độ nào thì mọi người gặp em ngoài đời thì mọi người sẽ biết là em đen đến mức độ nào nhé mọi người. Còn lương tâm em không cho phép em số online. Đúng. Lương tâm em không cho phép em số online. Được chưa? Bán khổ mệt quá, con mụ kia không bán. Cái gì mà bán bé kiểm duyệt làm gì còn đâu để mà bán. Hết rồi. Ok.
đen mới men. Đúng. Nói chung là có rất nhiều các bạn gặp mình ngoài đời rồi thì các bạn cũng biết là mình đen hay trắng hay là bình thường. Em thú nhận ở ngoài đời em rất đen. Có ngũ cốc vị cherry, không có ngũ cốc vị cherry nhé mọi người. Chỉ có bốn loại này thôi. Bốn loại này thôi, vị táo này. Vị Origina và vị matcha và vị vani. Đó, chỉ có bốn vị thôi. Bốn vị này thôi. Mọi người ấn tay giỏ hàng nhé mọi người. Có cái gì đây? Anh đen bằng em không? Cái đấy thì chưa chắc. Cái đấy chưa chắc. Hôm nào anh em mình phải gặp nhau thì mới biết được là có đen bằng mình bằng em không. Hoặc là em anh có đen hơn chưa mua. Cho em đăng ký 4 ký đạt xào lăn. Là như nào? Cảm ơn chị Mai, em cảm ơn chị, cảm ơn chị Ngân. 618 đơn hàng rồi, cảm ơn các anh cho chị rất là nhiều. Và cuối cùng là em cảm ơn đến tất cả các anh chị và các bạn đã yêu thương ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có lẽ là em sẽ kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Thì tối thì nếu mà em lên được, em mà live được thì em sẽ lên live nói chuyện mọi người và hát cho mọi người nghe những cái giọng hát chua lòm lòm của em. Còn bây giờ em sẽ kết thúc live. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi và đồng hành cùng em, ủng hộ em. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi live sau nhé mọi người. Bye bye mọi người nhá. Bye bye mọi người và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you Indonesia. Cảm ơn Anisa. Cảm ơn mọi người. Em chưa mua đấy hàng rồi. Cảm ơn mọi người.